hướng dẫn đổi quà chương trình, tưng bừng quà tặng vạn lời tri ân. Bước 1. Tải ứng dụng MyBVLive trên App Store hoặc CH Play hoặc truy cập website mybvlive.bảviệtnhânthọ.com.vn, sau đó đăng nhập tài khoản. Bước 2. Vào mục quà tặng và lựa chọn các gian hàng đồng giá để khám phá các phần quà hấp dẫn của chương trình. Bước 3. Đổi quà với quà hiện vật, chạm vào quà tặng, bấm đổi quà, sau đó nhập đầy đủ các thông tin chi tiết gồm họ tên, địa chỉ, số điện thoại và email, lưu ý khác nếu có để thuận tiện cho việc giao hàng. Xác nhận thông tin, bấm đổi quà và xác nhận. Đối với đổi quà e-voucher, chạm vào quà tặng, xem điều kiện sử dụng và địa điểm áp dụng. Chọn số lượng quà muốn đổi, sau đó bấm đổi quà và xác nhận. Bước 4. Kiểm tra quà đã đổi trong phần quà của tôi. Bước 5. Sử dụng quà. Quà hiện vật được giao miễn phí tới địa chỉ bạn đã đăng ký. Với quà e-voucher, mời bạn đến trực tiếp cửa hàng để sử dụng hoặc sử dụng trên các trang thương mại điện tử. Chúc mừng bạn đã đổi quà thành công!